Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì em sẽ có một cái lô rất là đẹp luôn. Vừa đẹp rễ, vừa đẹp nhánh, vừa đẹp cây và vừa đẹp cành luôn. Thì cái lô này phải nói là nó cao từ 60 cho đến 80. Cành nhánh nó rất là xum xuê nha cả nhà. Đây, hàng cả nhà nhìn nè, nó nhánh rất là nhiều luôn ha. Và đặc biệt lô này rễ đẹp cực kỳ luôn. Đây là hàng bính tốt nha cả nhà. Đó, đây à, hàng này là hàng em bán hàng bao cho chúng ta luôn ha. Giá ngày hôm nay hạ nhiệt rất là nhiều luôn, giá chỉ còn có 16.000 một cây cả nhà ơi. Nếu 50 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó, đây là hàng bính tốc nha cả nhà, bính tốc nha, rất là đẹp luôn. Trời ơi, hàng này là hàng bao nha. Khi gửi thì em sẽ bao cho chúng ta luôn ha, em sẽ khui từng cây và cột bịch để bó lại cho chúng ta luôn. Đó, đây là hàng bính tốc nha, gốc của nó nè cả nhà nhìn nè. Bằng cái đầu rổ không ăn hết nha cả nhà. Đó, đầu rổ không ăn đi lên hết cả nhà ơi. Ở đây trời ơi, cành nhánh rất là xum xuê. Số lượng em về được mấy ngàn cây luôn nha cả nhà. Đó, đây, cả nhà nhìn đây, rất là đẹp luôn. Trời ơi, cành nhánh nè cả nhà nhìn nè. Cái lô mai này phải nói là tuyệt vời luôn á. Nó cao có cái cả mét luôn cả nhà ơi. Đó, số lượng thì cũng rất là nhiều luôn nha. Đó, ngày hôm nay thì em bán chúng ta giá chỉ còn có 16.000 một cây thôi. Rồi, và tiếp tục những cái hàng rễ khác đây cả nhà. À, đây em có cái lô hình thú nha. Hình thú đẹp quá đẹp luôn. Này là thú 100% và con thú không nha cả nhà. Đây, con thú không luôn nha. Đây, đây cả nhà ơi. Đó, rễ hình con thú. Cây này thì cao tầm khoảng 40-50 nha. Rồi lô con thú này thì em bán với chúng ta là giá là 6.000 ha. 6.000 một cây. À, em ship từ 50 cây và không bao phí vận chuyển nha cả nhà. Hàng này thì số lượng không có nhiều. Ai thích cái thú thì là chọn cái lô thú này nha. Rồi và tiếp tục hàng bên đây sẽ là một cái lô, đó chính là giảo zin bông chùm. À cả nhà ơi, thì cái loại này là cái loại hàng chúng ta là thật ra là giống như là chọn lọc nha, chọn lọc hạt. Mấy loại kia thì 5 đến 12 cánh. Tuy nhiên cái hàng này á là chọn lọc hạt cho nên là hoa nó đẹp từ 80% trở lên cả nhà. Đây, đế của nó thì đế trái bí nè. À, bí lò xo hình thú đủ kiểu hết cả nhà. Đây, lô này là mai giảo nha, giảo zin bông chùm, hoa đẹp từ 80% trở lên. Lô này ngày hôm nay giá cũng hạ nhiệt còn có 11.000 một cây nha cả nhà. 50 cây thì lô này bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, đây là hàng giảo zin bông chùm nha cả nhà ơi. Đó chính là các cái loại mai con quấn rễ bên vườn mai nhà em. Còn hàng bí, hàng bính rất là nhiều nữa cả nhà. Ai thích loại nào thì alo cho em nha. Em có bí 4 múi nè, bí 5 múi, đủ kiểu luôn. Và những hàng rễ lộn xộn nữa nha. Đó, bên đây thì lô này thì rễ lộn xộn nè, lò xo trái bí lộn xộn. Lô này thì giá là 7.000 một cây cả nhà. Lô này quấn rễ đẹp dữ lắm nha. Đó, cả nhà nhìn rễ nè. Đó, bí lò xo lộn xộn nha. Lô này là 7.000 một cây. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây là một cái hàng em đang thanh lý đây cả nhà. À, cây cao từ 60 đến 80, giá chỉ có 5.000 thôi nha. Đây cả nhà nhìn nè. Rồi, 5.000 một cây ha. Rồi, ship từ 50 cây và không có bao phí vận chuyển nha cả nhà. Ai thích loại nào alo cho vườn mai nhà em nha. Rồi, hàng bên đây sẽ có một cái loại giảo zin bông chùm. À, loại này là già loại nhỏ ha. Bây giờ em còn có nhiều đây, em thanh lý hết trơn luôn cả nhà. 4.000 cây thôi nha. 4.000 cây, còn chắc cũng khoảng 200-300 cây gì đó. Hàng giảo zin bông chùm nha. 4.000 cây nha cả nhà. Rồi, ai thích loại nào alo cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.